Bữa hổm đang livestream, khứa kia vô, ổn gì ơi, sao tập mà ngồi bấm điện thoại không vậy, ngồi xả cái đâu trận luôn. Ủa đó, mình nói với bạn mình là chủ tịch nha. Đó, thì mình tập gym là trăm công nghìn việc nha. Mình phải giải quyết công việc này nọ, nó nhẹ nó không nghe. Phải đam vô não nó mới chịu nghe mấy em. Không có đâu xứ mình, nó chán lắm. Đi nhậu đi nhạc nhiêu tiền không tiếc. Đi đầu tư sức khỏe, trả lên trả xuống. Bởi vì suốt đời chỉ là Việt Nam. Wow. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Như Nguyễn. Ngày hôm nay anh Như Nguyễn sẽ nói về một cái chủ đề, đó là sự mất ngủ. Khi tập luyện thể dục thể thao, thể hình này nọ kia đó, thằng nào cũng phải vô hàng hết nha. Đúng không? Thằng nào nghèo thì vô hàng rẻ, thằng nào giàu thì vô hàng VIP. Đó, hàng VIP đây là outlet rồi đó mấy em. Đó, thì vô hàng để làm chi? Nói chung mà tập gym không có hàng thôi, ngủ ở nhà. Cái đó nói thẳng, nói thiệt luôn á. Anh đã phân tích cái vấn đề rất là nhiều lần rồi. Thí dụ như mình tập gym, mình có nghèo tới cỡ nào thì nghèo, đúng không? Cũng phải mua được lọ hàng đó để mình vô hàng, đúng không? Để mình tập luyện cho nó đáng giá cái thời gian mình đến gym. Cái đó là nói thiệt á, chứ còn mấy anh gặp cuộc đời nó thật sự với em, gặp mấy cái đầu bảo thủ rồi anh chán rồi, bị đặt láo đó. Vô phòng gym á, người ta tư vấn hàng cho mua thì mua, không mua thôi anh không có chơi thuốc. Nghe là biết ngu rồi. Ủa thiệt, cái thứ đó đó mà vô tập phát một hồi tập tầm bậy tầm bạ không thèm chỉ luôn, ghét lắm em, thiệt á, ghét á. Ngu thì mở cái não ra người ta nói cho mà nghe, cái này thôi anh không chơi thuốc, thôi anh chơi thuốc, mấy thằng chơi thuốc á là mấy thằng yếu, mấy thằng chơi thuốc á là mấy thằng gì đó không biết nữa, tùm lum hết. Tụi em nghe, tụi em comment đi đó. Cái này mà nó là thuốc nè mấy em, nghe tức máu không chứ. Ngu tiếng Việt nhưng mà cũng đừng ngu tiếng Anh nữa, mình tập gym chứ, đúng không? Tại gym môn này từ bên Mỹ vô mà, bây giờ tiếng Anh mà ngu quá thì phải nghe Duy Nguyễn thôi chứ giờ làm sao. Đó, người ta ghi rõ ràng này nè, dịch ra nè: sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mà cứ thuốc hoài, mà cứ thuốc hoài mới đau mấy em, đúng không? Đâu mấy cái này là cái gì? Supplement ông ơi. Mà tiếng Việt á kêu là súp. Súp là gì? Là thực phẩm bổ sung, khẳng định một lần và mãi mãi, đúng không? Bực mình lắm. Rồi quay lại vấn đề. Tại sao á, đúng không? Tại sao chúng ta cần phải chơi hàng? Anh thích dùng chữ hàng cho nó sốc thôi. Đó, nhưng mà ý anh nói là mấy cái loại này nè. Tại sao chúng ta phải chơi? Tại chúng ta bỏ thời gian tập gym vô đây, đúng không? Không lẽ bây giờ á, thật sự với mấy em mua chai nước suối cũng 20.000 rồi. Đúng không? Chai nước suối 20.000 đi, qua bến Bạch Đằng mua. Bến Bạch Đằng mua, Hồ Tây mua 20.000, cách đây 10 năm giờ chắc lên 30 rồi. Nó còn bây giờ á, muỗng này 30-40, loại VIP nhất rồi đó, 30-40.000. Bây giờ lên hự đi tập gym, thôi còn nghèo lắm, đi làm mướn đi. Kiếm tiền để mà lo sống đi. Chứ đi tập gym mà cái não không mở ra không vô được mấy em. Cái này anh nói gì khi mấy em tự ái chứ thật sự á, cái một môn gym á là bung thượng lưu, hạ lưu không có tác dụng gì, hạ lưu đi phụ hồ là có cơ rồi. Anh nói vậy không phải là xuyên tạc nha mấy em đừng có cái tật mà hả, ở kia coi thường phụ hồ hả? Ôi mấy cái tật đó nó hoài. Không phải mấy em, anh lặp lại, đúng không? Gym đó ở Việt Nam mình áp dụng nó sai. Nó sai, đúng không? Gym á là một là tập lên ta đổi đời, hai tập để duy trì sức khỏe. Còn ở Việt Nam mình nó tập để con chuột cóc cần biết gì hết trơn, trội á, đúng không? Em hoàn cảnh khó khăn người này nọ, em thất nghiệp, giờ em đi tập gym để em có con chuột. Vì lấy cái gì nuôi con chuột. Nhưng mà thôi, nói sâu nói xa, nói vô cái này nó mệt lắm. Nói vô mệt cực kỳ luôn á. Bởi vậy á, cái người Việt Nam của chúng ta đó, nên cái tư duy á nó lệch lạc. Anh lấy ví dụ như em biết thằng Uber không? Thằng Uber với thằng Grab ở đây ai biết? Thằng Uber á với thằng Grab á là nó xây dựng dựa trên triết lý á là cái xe hơi nhàn rỗi dùng để chạy xe kiếm thêm. Đôi bên cũng có lợi, win-win. Nó về tới Việt Nam mà mấy ông bố nhà nghèo đi vay ngân hàng mua trả góp. Đi vay ngân hàng mua trả góp để chạy Grab. Nó lệch lạc rồi, là sai bét rồi, trước sau cũng chết thôi à. Thế mùa dịch rồi chết nhiêu đứa rồi, đúng không? Đâu phải là Grab nó ác mà tại tụi mày ngu, đúng không mấy em? Cái mùa dịch này á, xe của mình ở nhà thì vẫn nằm ở nhà đâu sao. Tự nhiên á, đi vay ngân hàng để làm chi? Để mua cái xe để chạy Grab và chạy Uber. Nó sai triết lý của Grab và Uber. Cái đó không phải là xe nhàn rỗi mà mình bỏ tiền ra mình mua cái xe để mình kinh doanh đó, thì phải chịu vô cùng chơi thôi đó, chết.
và tập gym nó cũng vậy nữa. Bây giờ chỉ bỏ ra có mấy chục ngàn thôi à, mình mua một cái loại thực phẩm để nó tổng hợp cho cái buổi tập gym, mà cái giới thể hình và cái giới vận động viên và cái giới nói chung là gymmer thế giới luôn nữa, chúng ta Việt Nam nó dày công nghiên cứu và nó trải nghiệm. Ổng đem về Việt Nam mà tư vấn mà gặp thêm cái mấy bộ não lì tư vấn không nổi men. Thôi anh hơi lộn đề tài, qua đề tài mất ngủ đúng không? Cuộc đời của anh tập gym tới hôm nay nhiêu tuổi? Anh làm giám đốc mà em, ở ngoài Bắc kêu là chủ tịch đó. Wow. Đó, anh làm giám đốc nha, nhưng mà tại anh miền Nam anh kêu là giám đốc thôi. Thôi trùm cuối đi, thì cái công việc nó áp lực tất cả mọi thứ này nọ kia. Bữa hổm đang live stream khứa kia vô, ủa anh Di ơi sao anh tập mình ngồi bắt điện thoại không vậy, ngồi xả cái đâu trận luôn. Ủa đó nè, mình nói với bạn mình là chủ tịch nha, đó thì mình tập gym là trăm công nghìn việc nha, mình phải giải quyết công việc này nọ, nó nhẹ nó không nghe, phải đam vô não nó mới chịu nghe nha. Đó mà trong cái công cuộc tập gym của anh tới năm nay là không biết nhiêu năm rồi đó, rất lâu rồi, mà anh đã thường xuyên sử dụng một loại reward cao mà quyền thoại nó tên là Outlip. Đó, mấy bạn hỏi là anh ơi Outlip xài 2 tháng được hay không, anh trả lời tao xài 4-5 năm luôn rồi đó, đúng không? 4-5 năm luôn rồi đó. Và anh là một trong những người bị mất ngủ. Anh cũng không hiểu á, là anh mất ngủ á, anh không hiểu nha. Anh không hiểu là anh mất ngủ là tại vì anh bị mất ngủ, lo anh lo lắng con vợ bé có bầu, hay là do anh uống Outlip mà nó làm anh mất ngủ. Đó, tại vì anh uống Outlip cũng 2 giờ chiều rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân mất ngủ là chuyện của anh, còn cái chuyện mà reward cao làm các em mất ngủ là chuyện chung. Anh ngồi đây để giải quyết chuyện chung. Đó. Rất nhiều em uống Outlip, uống thực phẩm bổ sung reward cao vô bị mất ngủ. Đúng chưa? Chị em phụ nữ cũng vậy, uống giờ là mất ngủ, cứ đổ thừa 4 giờ sáng ngủ chưa được. 4 giờ sáng ngủ chưa được, sáng 7 giờ đi làm. Cái này là game quỷ quại cuộc đời luôn chứ không phải là game phục vụ cuộc sống, ok? Đó. Thì để giải quyết được cái vấn đề đó thì không cần anh Duy Nguyễn ngồi đây giải quyết, mà mấy thằng giáo sư tiến sĩ bên Mỹ á, mấy đầu trắng á, nó ngồi đó suy nghĩ hết trơn rồi, nó ngồi đó tìm giải pháp hết trơn rồi đó, và nó mang đến cho chúng ta một cái loại reward cao mà không phải là reward cao đó, đó là loại reward cao steam free đó. Mà reward cao steam free nó là reward cao của thế hệ mới, của công nghệ mới và là của cuộc sống mới, em hiểu không? Những loại reward cao truyền thống á, nó đều có những cái chất kích thích, nó làm chúng ta mất ngủ hưng phấn đó. Thì vậy thì xã hội á, thế giới người ta cũng giải quyết rồi, sao giờ tiền cái tính mất ngủ nè, cái reward cao là mà uống xong tập ngủ liền nè đó, người ta suy nghĩ ra cái đó và người ta nghiên cứu qua từng giai đoạn khác nhau, người ta chế ra một loại reward cao steam free. Nhưng mà nói thật, cái công trình nghiên cứu này á, lúc đầu á, nó cũng chưa được thành công lắm, tại vì đã là reward cao á thì nó phải tổng hợp được năng lượng, đúng không? Nó phải pump được cơ bắp, nó tập, nó phải cường độ, nó phải cao, thể lực nó phải mạnh, nó mới kêu là reward cao. Còn bây giờ mà hả ông steam free đi, tự nhiên cái ông tập nó yếu đó, nó lại là không là reward cao, đúng chưa? Nên cái công cuộc tìm kiếm một sản phẩm steam free nó rất là khó khăn, rất là phức tạp. Và tới giai đoạn bây giờ chỉ có một số loại steam free nó thành công thôi em, chỉ có một số loại steam free nó thành công thôi. Mà cái thành công nhất lần này nè, thành công nhất lần này, tại vì thằng này là gì? Thằng này là hãng Epogen. Thằng Epogen nó là của ai? Nó là của ông trọc đầu trọc lùng bự mập đó. Ông đó, ông mang về 17 cái huy chương Miss Olympia. Ông mang về cho người ta. Ông mang về cho người ta. Nó, thí dụ như em thương á thì ông nói ông là huấn luyện viên, ông nói mình sư phụ, em ghét ông nói là PT chùa. Tại vì ông vô phòng người ta ông dạy PT, không biết có đắt tiền không biết. Đó, ông PT chùa. Nhưng mà chùa được như ổng thì cũng nên chùa. Ông này ông nhìn ông xấu thôi. Nhìn ông xấu lắm, nhưng mà ổng được một cái ổng dạy mát tay lắm. Thằng nào gà của ổng là nhìn nó chắc cửa à mấy em. Đó, mà thằng cha này á đi rất sâu về trong vấn đề dinh dưỡng, nên những cái sản phẩm của ổng mà làm ra ổng cái có cái tật. Thằng cha này có cái tật thích đồ thích mẹ nói chuyện ăn đau to bú lớn. Đó, thí dụ như người ta làm ra sản phẩm đi thì người ta nó nói sao dễ hiểu. Không có đâu. Đâu ông ngồi với ông viết cái bài trong web của ông là ông viết á, ông đưa ra đóng công nghệ nền luôn. Ông đóng công nghệ nền nào là FST7 rồi nào là F7 rồi nào là Inoctor gì thôi tờ lưa luôn nè. Em đọc vô cái label nhìn thấy sốt luôn. Đúng không? Ông qua nhìn kinh khủng khiếp. Nhưng mà tóm lại, không cần phải hiểu, viết nhiều lắm, viết kinh lắm. Hiểu rồi, biết rồi, công nghệ ông giữ rồi, sản phẩm ông giữ rồi, hiểu. Chất lượng cũng giữ luôn, bởi vậy cái giá cũng giữ nữa. Nhưng mà nó đáng đồng tiền bát gạo.
nó đáng hơn tiền bát gạo đúng không em? Bây giờ mình chơi hàng Mỹ mà, mình chơi hàng Mỹ đế mà, mình chơi Xbox mà. Ông em mình phải sợ tốn tiền thì sao chơi? Nó thật sự với bạn á, tôi ngồi tôi quảng cáo cho cái hàng Xbox này tôi cũng tốn nước miếng nữa. Biên độ lợi nhuận của nó thấp nhất trong các hãng. Tại vì bây giờ giá đã cao rồi, bán cao nữa, dân Việt Nam nó rên. Không có đâu đi xứ mình, nó chán lắm. Đi nhậu đi nhạc nhiêu tiền không tiếc. Đi đầu tư sức khỏe, trả lên trả xuống. Bởi vì suốt đời chỉ là Việt Nam. Đúng không bạn? Bây giờ nói thẳng luôn nè, bây giờ có tiền ra ngoài quận 1 uống ly cà phê Starbucks không? 5 đô. 5 đô ly cà phê đó. Cà phê thôi đó nha ba. Còn bây giờ mấy em nè, mấy em uống một muỗng này nè, nói chắc bằng cái chừng 5 muỗng cà phê á. Đúng không? Muỗng này có bao nhiêu đâu? Cái muỗng này có 30-40 ngàn thôi nè đó. Thơm lừng luôn, uống ngon lành. Tập bữa tập đáng giá, tập bữa nào nó về nó phê bữa đó. Nó phê nhưng mà được cái là nó ngủ được nữa mới ghê. Tôi láo tôi chết liền, hôm trước mới dùng. Anh nói anh test muỗng gửi mấy em. Tập xong rồi về tự nhiên tính vô quay vlog quảng cáo liền trong chiều. Tao cũng tính dặn đạt rồi quay phim rồi. Má lên tự nhiên tắm đã đời sao tự nhiên cái đầu nó lân lân nó nằm bụp xuống ngủ luôn mày. Bụp luôn xong rồi cái phó giám đốc kêu anh đâu rồi đi xuống ký thuế đi chuẩn bị về hàng mới anh. Đâu về hàng hàng gì quên rồi, hàng gì nuôi trách à. Nó thì mày mới về ít vô gần quảng cáo chưa kịp giờ về nuôi trách anh pha bùm nữa quảng cáo chưa chết mẹ hả ba. Sao như mấy vô cái thời nữa nó vậy đó mấy em. Bởi công việc của anh là làm rồi xong rồi quay video quảng cáo thôi. Nhưng mà cái của anh đó là chia sẻ về thực tiễn và góc nhìn. Chứ anh không phải là người mà đi nổ cái thành phần này là gì hết, mệt lắm, lên ba lên web đọc đi. Đúng không? Bây giờ các em á muốn hiểu được sản phẩm này thì các em phải coi video này của anh. Và các em phải coi cái bài viết trên web của THOL hoặc là BBT nữa để tụi em hiểu được thành phần. Còn chỗ nào không hiểu nữa tụi em comment ở dưới video. Đó, anh sẽ trả lời một lần nữa là tụi em clear về tất cả cái này. Còn giờ đặt tên MVP 3D, khứa kia vô hỏi. Ủa anh gì ơi, uống này vô thành 3, thành BD ha anh? Cái đó tao lại mày. Đầu óc mày tưởng tượng hay quá hen. Cái 3D này nè, ý nó là cái hình khối. Đúng không? Mày uống vô đi, mày tập cái cơ mà nhìn lúc đó nó khối, nó phồng phồng đẹp lắm. Wow. Đó. MVP 3D. Cái thằng Outlip đó, mày nhớ thằng Outlip là cái front name. Cái front name của thằng Nutrack. Đúng chưa? Còn cái thằng EVP này nè, nó là front name của thằng Epogen. Ở EVP này nó sẽ có nhiều cái khác. EVBX, EVB Extreme, Extreme NO, EVB Như Nguyễn nữa. Nó nhiều lắm. Nên cái thằng này là đối thủ đáng gờm của con Outlip chứ không phải giỡn đâu. Đó. Ở thằng EVP này nó hay ở chỗ là mỗi thằng EVP nó là khác nhau. Đó. Còn mỗi thằng Outlip á thì nó không khác nhau lắm. Mà nó chỉ khác với chất lượng mùi vị này nó thôi. Còn thằng này á, em chơi thằng này vô, cái buổi tập của em phải chỉnh một chút khác. Chị nói chỉ sao em chơi thằng MVS vô em phải chỉnh buổi tập lại chút, đúng không? Tại vì mỗi loại điều quật cao thì nó gắn liền với một hoặc là hai phương pháp tập, đúng chứ đâu có cái điều quật cao nào mà nó vừa tập cho được cho FS7 vừa tập được cho mắt OT ba, không có loại điều quật cao đó, đúng không? Bởi vậy tại sao á công ty BT phân phối nhiều loại điều quật cao? Tại mỗi loại điều quật cao nó tương thích cho một loại giáo án. Wow, cái này là cái quan trọng. Như thằng này nè, bật mí luôn, tập liên body bao đúng. Tập liên body là bao đúng, đúng không? Tập như giáo án của Handbot cũng được. Ông Handbot đó tập là FS7 cũng được. Nhưng mà FS7 là dần đồng viên nó chơi thôi. Chứ còn thì người thường sao chơi nổi. Thứ nhất mày tốn tiền mà thuê thằng BT là hết có tiền rồi đó. FS7 phải thuê BT ông ơi. Không BT không ra được. Khổ vậy đó. Bởi vì kỳ anh tập rồi. Anh tập rồi mà anh không BT không ra được giáo án đó. Tại có những cái cần phải có BT. Chứ mình không tự mình. Mình không thể nào tự mình làm mình được. Mình làm BT được, hiểu không? Tức là mình làm BT là cái não mình á nó đã định hình được trước. Ừ, ông ép tay là phải vô tới đây. Đó là cái tay của ông nó vô tới đây, nó không có cái sự đột biến, nó không có sự cố gắng, không có sự bất ngờ. Nhưng mà cái thằng BT kìa nó đâu phải là mình. Nói tay vô tới đây, phải vô tới đây với nó. Căng ra đây, mình căng 2 giây nó không chịu được 3 giây. Ví dụ vậy. Đó là nó tạo được cái thực bối rối cơ bắp. Nó làm chúng ta buổi tập có hiệu quả. Đó, vậy tác dụng của thằng này nó hay ở chỗ là gì? Ngủ được. Ngủ được. Mà cái ngủ được á là đại bộ phận anh chị em có thể chơi. Thậm chí con nít dưới 16 tuổi chơi luôn cũng được. Còn dưới lộn 16 tuổi chơi lên. 16 tuổi chơi lên nha mấy em. Đó, nên anh nói là cái kỷ nguyên mới của reward cao bây giờ là reward cao Steam Re. Và nó rất thích hợp cho người nha anh. Nó rất thích hợp cho người nha anh luôn. Mà bây giờ anh tìm được một loại reward cao Steam Re mà nó ngang với Outlip. Còn gì bằng gấp đôi Outlip tao mua. Anh nói thiệt.
gấp đôi Olive anh cũng mua, chứ huống hồ dĩ này có 30-40 ngàn, chưa bằng được ly cà phê Starbucks, chưa bằng anh gửi mẹt đi bo cho bảo vệ nữa, đúng không? Nên nói cuộc sống này á, anh nói rồi, tụi em có thể nghèo về tiền, đương nhiên tiền bạc thì mỗi người khác nhau, nhưng mà hèn về trí, hèn về tư duy là ngu, không được. Cái tư duy là cái gì? Là cái định hướng để cho cái mà đi kiếm tiền. Ôi mà mày đã nghèo về tiền rồi mày còn nghèo về tư duy nữa thì đời mày sao khá, đúng không mấy em? Đúng thì lại, đúng thì lại nha mấy em. Đó. Còn bây giờ á, cái sản phẩm này là hàng của Mỹ Đế, đúng không? Và hàng của Epogen nữa. Mà Epogen nó nổi tiếng như thế nào, nó mạnh như thế nào, hàng nó mắc như thế nào á, thì cái chuyện nó không cần phải bàn cãi. Tụi em đừng có so anh, sao thằng này với thằng Si nào đó, sao thằng Si kia rẻ quá, thằng này mắc quá, này nọ kia, thôi không bàn được mấy em. Bây giờ đúng không, mình nói thiệt chứ, hàng mà 100 ngàn loại giá, đúng không? Người đi khách giá còn khác nhau, nói chi điều một cao. Có thằng kia 18 triệu nhưng mà cỡ mấy em được 1.8 triệu không? Nope. Đúng không? Rồi bây giờ qua tới liều lượng, cái này xài sao? Xài sao? Nghèo á, xài 1 muỗng. Bự con với giàu, xài 2 muỗng. Cỡ cỡ anh, xài 1.5 muỗng. Rồi chỉ qua cách uống luôn, uống vậy mới uống vậy mới nghệ thật, là mới nghĩ ra cách uống mới. Chia sẻ thôi chứ dám chỉ mà. Đầu tiên, pha 1 muỗng vô bình này nè. Uống hết luôn. Livestream đâm trẩu thoải mái. Nha, uống hết cái bình này. Xong rồi lấy ra nửa muỗng hoặc là 1 muỗng nữa, đổ vô, lắc lên, tập, uống xong hết. Xong rồi kết hợp với sản phẩm khác nữa. Quá dữ. Quá dữ. Anh thử rồi, trải nghiệm buổi tập tốt lắm. Thời gian tập kéo dài hơn ao clip. Nha, tập cardio cũng tốt hơn, khả năng phục hồi tốt hơn. Nói chung là nó thiên về cái sự mà dẻo dai cơ. Nó thiên về cái sự mà gọi là bền bỉ. Đó, nó không có thiên lắm về mắc OT. Tại vì mắc OT là nguồn năng lượng nổ. Đó, nguồn năng lượng nổ á, thì em có thể tụi em chơi ao clip được. Tụi em cứ thể tụi em chơi ao clip. Anh chưa có test thằng này trên mắc OT, nên anh không có dám nói là thằng này mắc OT không có tốt bằng ao clip. Cái đó là anh, cái gì anh chưa làm thì anh dám nói. Tụi em chờ đi. Tụi em chờ anh test đi rồi anh nói tiếp còn coi thằng EBB 3D này nó có chơi được chứ mắc OT hay không. Nhưng mà thôi tụi em tự test đi, đúng không? Đâu đọc chữ coi. Maximum nè, đâu có maximum là chơi mắc OT được rồi đó em, có chữ mắc mà. Đúng không? Focus nè, tập trung. À, giờ nhân dịp đây anh giải thích cho tụi em một số chữ giống như focus là cái gì. Em đọc nhảm thôi chứ focus là cái chữ tập trung. Cái chữ tập trung là cái chữ mà có nghĩa là khi mà em đẩy lên một rep á, là cái não em rất là tỉnh táo, nó tập trung vô cái rep đẩy đó. Đó, nó tự nhiên nó tập trung nó đẩy vô cái rep đẩy đó thôi. Còn nếu mà không có sự tập trung, không có sự tập trung á, thì khi mà em đẩy lên nó thứ nhất là không đẩy nổi. Thứ hai á là đẩy lên mà nhiều khi nó cái kiểu mà nó lơ là đó, xong rồi cái nó bị chặt tay chặt chân gì đó, khi xuống nó bị nghiêng tay như này, nghiêng tay bên nọ rồi đó. Đó, nó là như vậy. Thì ở trong này nó có những cái chất, nó có những cái công thức để nó giúp cho cái neuron thần kinh chúng ta rất là tập trung. Nó chỉ pump. Pump là gì? Pump là cái cảm giác cương cơ. Cương cơ chứ không phải cương kia nha. Cương cơ. Tức là khi em tập với tụi luyện á, cái cơ của em nó cương, nó phồng lên. Đó, nó cương lên, nó phồng, nó ra khối 3D ấy mà. Đó là một số chữ mà anh chia sẻ cho tụi em thêm thôi. Nó còn tất nhiên về cái thành phần, về cái khoa học của này nó dài lắm. Nó nhức đầu lắm, nó rất là bí hiểm. Mà tụi em phải vô web của BBT với THL để coi nha. Coi đi free, phải ráng coi để luyện công. Em không mua cũng được nhưng mà phải coi để biết trên đời nó có cái gì nha mấy em. Nó, anh không cần tụi em mua. Anh không cần tụi em mua, tại cái này dân chơi nó mua rồi. Có hôm bữa tự nhiên có ông nào ngoài Hà Nội vô chuyển 25 triệu để mua mấy này thôi à, mua về uống. Xong rồi ổng có thuê uống điện viên nữa. Ổng thuê BT, ổng mua về ổng tặng BT luôn. Rồi, ghê chưa? Ghê không mấy em? Bởi vì ta nói là dân chơi nhìn phát là biết. Đó. Còn ở trong đây á, nó có một thành phần á, là citrulline. Cái thành phần này tụi em sẽ nghe rất là nhiều trong điều bột cao. Nó, cái thành phần này thành phần citrulline. Mà citrulline này là citrulline natural. Còn thằng citrulline, mấy thằng citrulline malet đó là nó cù chuối hơn, nó cù bắp hơn. Đó, nên khi mà tụi em coi xong điều bột cao đó, thì tụi em thấy thành phần citrulline malet là thường thôi, đồ rẻ tiền mà, mấy xu một cân à. Còn thằng citrulline này nó là đồ xịn hơn. Nhớ, đồ này là đồ tốt hơn. BCA cũng vậy thôi, BCA cùi với BCA VIP. BCA cùi uống cho có số, BCA VIP uống cho có chất. Đó. Thì thằng này cũng là vậy. Thôi, mọi thông tin chi tiết tụi em coi bài viết đi nha. Và sản phẩm này đã được BBT phân phối độc quyền
tại thị trường Việt Nam, nó đi theo một chính sách gọi là hợp tác dài hạn và chiến lược giữa BBT với Advocate Nutrition của Mỹ nha các em. Bye bye các em. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Mua uống chơi. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.